Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người mẫu laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Đây là cái bản mà i7 RAM 16 e, đây là 512 và đặc biệt là màn hình 2K nha mọi người. Và quan trọng nữa là màn hình đẹp, không có lỗi lầm gì, phải gọi là đẹp tuyệt vời luôn. Như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình ha. X1 Carbon nó thì thỉnh thoảng cũng về mọi người, có được thì về nhiều, có được thì không có hàng. Nhưng mà hãm mình thấy là đợt này về là tương đối sạch sẽ mọi người. Cái lô này nè, mình thấy cái vỏ đương nhiên cũng đã qua sử dụng thì không thể nào mà đẹp như mới được, nhưng mà hả sạch sẽ mọi người, không có bị trầy xước nhiều, như vậy là tương đối sạch sẽ nha, nhìn rất là thích luôn. Nhìn nghiêng sẽ có những cái vết gọi là đã qua sử dụng, vết hằn, sự tích cơ nhẹ thôi, không có nặng và hơi khó thấy, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Còn cái lớp vỏ nhung thì không thể nào mà nhìn cho nó mướt được, nhìn trực diện cầm lên cái máy lên nhìn thấy như vậy là mình cũng đánh giá là nó cũng như vậy là tương đối đẹp rồi nha mọi người. Rồi bây giờ vô bên trong nha. Đây mọi người, đẳng cấp của dòng X1, màn hình là siêu đẹp thật sự luôn. Màn hình nhìn rất là sáng, nhìn 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 phát là thấy nó sáng trưng à. Và đây là màn hình 2K nha. 2K thì cái màu sắc nó sẽ tươi hơn Full HD một chút xíu, nó sẽ tươi hơn, ví dụ như màu đỏ hay màu vàng hay màu tím nó sẽ rơi rực hơn một chút xíu, nó là như vậy đó mọi người, thường thường là nó như vậy. Cấu hình nó là i7 thế hệ 8 nha mọi người. Thường thường đó là sẽ là mình hay đọc là i7 Gen 8, trên mọi máy là sẽ như vậy. Trên X1 Carbon nó là i7 cũng Gen 8 thế hệ 8 đó mọi người. Cái tên gọi của nó là X1 Carbon Gen 6 ha, tên gọi X1 Carbon Gen 6. Còn đây là chip i7 thế hệ 8 nha. Như bình thường trên mọi máy khác mình sẽ kêu là có con này là nó chạy i7 Gen 8, mình hay nói nhanh là nó như vậy. Cũng giống như vậy mình nói theo cái này đó mọi người nè. Đó, RAM 16 GB SSD 512, máy hoạt động hoàn hảo. Màn hình đẹp, không có một cái lỗi lầm gì nha mọi người. Màn hình đó là đẹp, máy nhẹ 1,1 kg, pin trên 3 giờ, kèm sạc tay Seijin. Màn hình đẹp, không có lỗi lầm nha, không phản quang không gì hết. Phím đẹp luôn. Mình mở led phím lên. Đây mọi người, led phím sáng trưng luôn. Ha. Máy như vậy là khá đẹp rồi, như vậy là đẹp mọi người. Chứ về thì nó trầy mòn, có cái dấu hiệu đã qua sử dụng gì nó cũ là cái máy làm biết liền, bàn rê chuột bóng mượt đẹp ha, góc cạnh đẹp nhưng không không đẹp, từ từ chỗ này không đẹp, chỉ chỗ đẹp trước cái đã, chỗ không đẹp sẽ chỉ sau. Cho những ai mà xem video của mình nên xem cuối video chứ không đầu tiên mọi người cứ tưởng đẹp nha. Đây nó có hơi mòn tí chỗ này nè mọi người, mọi người nhìn nè, mình quay rõ nè đó, nó hơi nổ một tí chỗ này nha, có hơi mòn đó, nhìn nghiêng là như thế này, nó hơi chày chút xíu chỗ đó đó, nó mòn á, có cái dấu nó mòn đó mọi người, mà nó rất là chắc chắn cứng ngắc luôn, nhưng mà nó hơi mòn, nó hơi cợm như thế này nè. Giờ đây nhìn nghiêng ở dưới này nè, nhìn trực diện thì không sao, nhìn hướng từ trên xuống cũng từ dưới lên, đi từ dưới lên tay, từ dưới lên là nó có mòn như thế này nha, nó mòn cái lớp nhung thôi, nó mòn cái lớp nhung và nó chày ở dưới, chứ còn nó không có phải dấu hiệu là bị cấn rồi móp hay là gọi là mất thịt rồi đó, không có, cái này là sơn thôi, hoàn toàn sơn thôi. Những cái mình không có quan trọng lắm thì mình để vậy luôn, còn mình hơi khó chịu thì mình nghĩ là lấy sơn móng tay hay gì đó, chứ đừng có dại mà đi sơn lại nha mọi người. Cái người ta có sơn X1 Carbon luôn á, đừng có sơn, cứ vậy thôi, sao thì mình xài vậy để dinh đi mọi người, sau này nó xấu quắc thì mình hãy sơn, nhưng mà sơn thì nó lại lô đi, nó rất là chán, tại vì người ta sơn người ta làm nó y như đẹp vậy đó, nó đẹp như vậy nhưng mà nó không có bền đâu, xài vài ba bữa là nó lại xấu quắc lại à, chi bằng là mình để dinh như vậy đó là nó được lâu dài. Đó, chỉ vậy thôi, mình đang nói là mọi dòng máy nha mọi người, chứ không phải là mỗi con này thôi, chứ đừng có nghĩ thế. Cái con này nó vậy hả, tội nó, X1 Carbon nó khá nổi tiếng mà. Máy là như vậy là ở ngoài tương đối đẹp và mình báo giá cho mọi người. Chỉ có điểm trừ là hơi mòn ở phía dưới, ở phía trong vậy thôi, còn lại là ok hết toàn bộ. Máy kèm sạc zin, màn hình 2K, cái bản này mình báo giá mọi người chỉ có 8 triệu thôi, bởi vì nó mòn hôm bữa là 8 triệu rưỡi đó mọi người, nhưng mình bán hết rồi. Những cái con mà nó không có bị mòn, đôi lúc trên vỏ nó có trầy có xước mình, nhưng mà nó không có bị mòn thì mình vẫn bán 8 triệu rưỡi cũng. Cái đây là 3 hôm, tại vì những cái hàng đó đã bán rồi, mình chỉnh sửa video là đã bán rồi. Khách hỏi thì mình lại lên một cái con mới và một cái mã mới ha. Nó hoàn toàn nó khác nhau. Tại vì là đây là những cái dòng mà đắt tiền, mình gọi là gần 8 triệu đắt tiền. Cho nên nó là mình sẽ
quay nó rõ, nó chi tiết từng cái, mọi người chọn cái nào đúng cái mã số mình sẽ gửi đúng cái con máy ra. Đây là những cái dòng đắt tiền cho nên video lên sao là sẽ gửi đúng như vậy, nên mọi người yên tâm. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Dù là đắt dù rẻ hay như thế nào thì đều là bao zin 100%, không hề sửa chữa nha mọi người, nên mọi người yên tâm. Máy kèm sạc zin giá một lần nữa là 8 triệu nha.